Anh ấy không những làm con chó mà anh lại làm con rồi. Ok thế nha, quay đi, quay nha. Em đứng góc này đẹp hơn này. Ngào đó, tốc độ nặng, góc bé. Ừ. Nó phải có lửa chứ. Em đang đứng xếp gối rồi. Đấy, đang đứng xếp gối. Đường mà không lợi thì bắt đi đâu, như là nào sau chở cận. Bắt đầu. Đó. Bác mày còn lại luôn đi, tập trung với em, làm gì phải tập trung chứ. Đang xem này. Nào máy nào, bắt đầu. Lại đây làm gì đấy em ơi? Cho anh ngủ cùng với, ngoài kia anh nằm nhiều có ma sao, anh sợ lắm. Bài cũ rồi nhá. Ui, anh làm gì dám như lần trước đâu. Lần này là anh ngủ thật, anh không làm gì cả. Anh để gối chặn ở giữa luôn đấy. Anh thề anh chỉ ngủ thôi. Thôi đi, không còn bài khác à? Em không bị lừa đâu. Anh mà làm gì anh à? Anh làm con chó. Cho anh ngủ cùng đi, anh buồn ngủ lắm rồi ấy. Nhớ cái mồm nhá, anh thề rồi nhá. Anh thề. Thế thôi đi ngủ đi. Đi ngủ đi. Này, anh bảo anh làm gì em đấy, cả con chó mà. Con chó à? Gú, gú, gú. Thậm chí anh lại có thể làm con à. Rồi.